Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đội Thợ Nhà Sàn. Hôm nay em sẽ đưa các bác đi review một mẫu nhà sàn cực kỳ là đẹp nha các bác nha. Để cho các bác làm mẫu thành tham khảo nếu có ý định làm nhà sàn bê tông nha các bác nha. Rồi, xin mời cùng em nào. Ở đây các bác nha, cùng bước lên cái không gian của cái ngôi nhà của chỗ nhà bác Hưng đây. Thì bác ấy thiết kế cách đây là cũng độ khoảng 2 năm nay rồi. Nhưng mà vẫn giữ nguyên cái mẫu nhà truyền thống của một số các dân tộc vùng Tây Bắc mình, không phải dân nguyên dân tộc Dao. Cái này là cũng có một số nhà truyền thống của cả dân tộc Tày, người ta cũng thiết kế những mẫu nhà như này nữa. Thì đây các bác nhìn thấy đây là cầu thang, bác ấy bố trí sử dụng bằng lan can bằng inox để như trước những cái nhà khác mình review cho các bác xem rồi đấy, em review các bác xem rồi. Inox này nó chống chọi với thời gian nhiều vì cái không gian làm lợp bằng mái này ấy, đợt nào em nói rồi nhá, thì mưa nó hát vào thì sử dụng inox này nó sẽ bền với thời gian hơn. Thì đây là bác ấy làm cầu thang xương cá được bố trí là lát bằng giả đá nha các bác nhé. Thì tất cả là có 13 bậc, từ tính từ dưới bậc nền lên đấy, thì tất cả kể cả nhà xây hay nhà sàn mọi thứ là cầu thang người ta đều là làm bậc lẻ thôi các bác nhé. Đấy thì đây là bắt đầu bước lên sảnh chính của ngôi nhà đây. Thì ở đây bắt đầu bước vào trong không gian của ngôi nhà nhá, thì tất cả toàn bộ cửa đây là bác ấy sử dụng bằng gỗ, cửa gỗ các bác, chắc cái gỗ này là bằng xoan với lại bằng ấy, gỗ tốt, gỗ của ngày xưa đấy nha các bác nhá. Đây bác ấy bố trí thêm một cái lan can ra ngoài này rất là rộng, các chỗ này là đang chuẩn bị hoàn thiện tiếp. Đây là không gian, bước vào không gian bên trong của ngôi nhà nha các bác nhá. Thì trước đây là bác ấy bố trí luôn một cái bức tranh rất chi là đẹp. Tranh con này là con hạc. Nhưng mà mỗi tội là bác ấy để chai Coca-Cola anh ơi, sao không phải là để ấy, không phải để chai rượu. Bức tranh rất chi là đẹp. Đấy, nhìn. Và trên đây trần chỗ phòng này anh ấy là trần gọi là trần mây rồi vẽ thêm chim. Rất chi là đẹp nha các bác nha. Thì sơ qua cho các bác biết về cái ngôi nhà này, thì là ngôi nhà này là ngôi nhà sàn kẻ truyền đơn nha các bác nhá, gồm có một gian hai trái. Thì nhiều nhà như thế kia là trước kia em review cho các bác rồi, nó kẻ truyền con cung ấy, thì cái kia là cũng gần như là như thế, nhưng mà bù lại cái kia là như này thôi thì gọi là kẻ truyền con cung cũng được, không thì kẻ truyền đơn cũng là ok. Thì một gian hai trái, thì anh ấy có xây thêm hai buồng ngủ đây nha các bác nhá. Đây trong này là có hai buồng ngủ đây, đổ mái bằng ở buồng ngủ ở trên kia là đổ mái bằng. Thì toàn bộ đây là hoa văn họa tiết đây, như các bác đã nhìn thấy đây. Thì đội thợ ở đây là nghĩa là mỗi mẫu hoa của một đội thợ nó là khác nhau nha các bác nhá. Đây thì các bác nhá, thì toàn bộ là cái sơn họa tiết hoa văn của cái căn nhà đấy thì đều là thợ ở đội thợ nhà sàn ở tại địa phương mình làm nha các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, mỗi một cái đội thợ ấy nó sẽ có một cái họa tiết hoa văn nó khác nhau tùy vào hoa tay của mỗi đội thợ nha các bác nhá. Thì đây các bác thích mẫu hoa nào như em review từ nhiều nhà trước cho các bác xem rồi, các bác thích mẫu nhà hoa văn nào ấy thì cứ để ở trước để cho đội thợ có biết đường mà vẽ. Đây, ví dụ như nhà anh ấy vẽ cái mẫu hoa này rất chi là đẹp. Còn đây, các bác có thể nhìn thấy ở phía trên kia là cái ngày khởi công và ngày hoàn thành nha các bác nhá. Đây, các bác nhìn thấy nhá, đây là cái ngày khởi công này, ngày mùng 2 tháng 4 2019 và hoàn thành ngày 14 tháng 4 2019 năm Kỷ Hợi, nghĩa là cách đây độ tròn gần, gọi là tròn một năm rồi đấy các bác nhá. Thì đấy, khởi công và hoàn thành trong vòng có đúng 12 ngày thôi các bác ạ. Đấy, yên tâm là các bác nếu thuê đội thợ ấy không sợ ăn dài bám dai đâu nha các bác nhá. Đúng 12 ngày là hoàn thành căn nhà như này đấy các bác ạ. Đấy là về cái phần hoa văn và cái ngày khởi công nha các bác nhá. Đây thì mình rất là ấn tượng với lại căn nhà của anh Hưng là bố trí thêm một cái bức phản. Bức phản ở đây để kệ tivi nha các bác nhá. Anh ấy bố trí hình ngôi nhà các bạn. Đấy, rất chi là đẹp, được thợ nói chung gỗ đẹp và đấy. Đây chính giữa anh ấy để quả tivi này thì xem phim thì khỏi miễn chê rồi. Và cái chiếc đồng hồ cổ.
Đồng hồ này thì không không review đồng hồ nha các bác nhá. Đây, anh ấy bố trí một cái hình tượng ngôi nhà nha các bác nhá. Đấy, để một cái kệ tivi và chiếc đồng hồ. Còn ngoài ra ấy thì các bác đã thấy nhà nào làm như thế này chưa? Đây là một cái gọi là chắn chắn gió, chắn gió nhé các bác nhá. Đây, thì anh ấy bố trí là hình cờ caro. Nói chung là rất là sáng tạo trong cái vấn đề về làm này nhá các bác nhá. Các bác đây, đây là sẽ là cái mẫu để cho các bác tham khảo. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây toàn bộ là hình là bằng cờ caro nhá các bác nhá. Còn cửa sổ ấy thì anh ấy bố trí là toàn bộ là bằng cửa gỗ rồi. Tay lươn tay liếc đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Gỗ rất chi là chắc chắn. Đây các bác ạ. Đây. Còn đây là cửa sổ. Cửa sổ toàn bộ là bằng tất cả là đều sử dụng bằng bằng gỗ nhá các bác nhá. Nhà ở đây thì bếp được nối liền với nhà nhá các bác nhá. Khi làm nhà ấy các bác phải hiểu là đội thợ bọn em ấy làm nhà ấy là liền luôn với bếp rồi. Tính là tính cái công ấy thì người ta tính công luôn cùng với bếp rồi nha các bác nhá. Đây cái này là cái chỗ để chắn mưa này các bác này. Đổ rất chi là rộng đúng không? Cái này là chắc phải khoảng 1 mét đấy các bác nhá. Cái máng tránh mưa giữa nhà với lại bếp ấy. Đấy, các bác nhìn thấy đây. Thì bếp đây mình chỉ cần cái sắt chờ ở cái chỗ cái hàng cột chân này thôi. Thế ra là bắt đầu làm liền kề với bếp luôn. Thì không gian bếp đây các bác có thể nhìn thấy. Ở đây là công trình vệ sinh nhà anh ấy nhá. Còn bên kia là sử dụng là bầu lò. Nghĩa là mình lợp bằng tôn thì các bác là nên xây bầu lò nha các bác nhá. Còn nếu mà có gia đình nào mà sử dụng bằng lá cọ ấy thì thôi mình cứ đun bếp củi để cho nó hợp lý. Còn sử dụng lợp bằng tôn hoặc bằng ngói nha các bác nhá thì mình nên xây bầu lò này. Còn đây là cái không gian bếp ga rồi là sinh hoạt của nhà anh ấy. Bên này. Nhưng mà theo mỗi phong tục tập quán ấy thì mỗi dân tộc nữa thì cái bầu lò với ngọn lửa không thể thiếu được trong các gia đình. Còn phía bên này đó là cái công trình vệ sinh và một số cái nước sinh hoạt ở bên này nha các bác nhá. Ở đây thì anh ấy đã bố trí thêm một cái cầu thang phụ các bác ạ. Đây cũng được anh ấy giả đá luôn cầu thang phụ. Thì bây giờ là thôi review như thế là ok rồi các bác nhá. Bây giờ sẽ cùng gặp gỡ anh chủ nhà để hỏi xem là cái tiền công thợ rồi thì cái mẫu như thế này thì sẽ hết độ khoảng bao nhiêu tiền nha các bác nhá. Các bác cũng rất là muốn cùng em rồi đúng không? Rồi thế hãy cùng em mà mình sẽ hỏi chủ nhà xem là tiền công thợ rồi nguyên vật liệu là hết bao tiền nha các bác. Đây là không gian bãi nha các bác nhá. Thì toàn bộ là cái mặt từ mặt sàn lên đến cái rầm này ấy. Thì là chiều cao nó là 2 mét rưỡi các bác ạ. Thì toàn bộ rầm đây là rồi thì giẫu các bác nhá. Nếu mà để các bác hiểu ấy, đây là toàn bộ là giẫu đúng không? Giẫu thì được nhà chủ là đổ tất cả bằng bê tông nha các bác nhá. Đấy. Thì nhà anh này là không không đổ sàn nha các bác nhá. Toàn bộ là được phủ bằng gỗ hết. Nhưng vừa nãy các bác có thể nhìn thấy rồi đấy. Thì toàn bộ giẫu đây là được sử dụng bằng bê tông hết. Chất liệu bê tông nha các bác nhá. Quá bền với thời gian luôn chứ không nói chuyện gì cả. Bằng gỗ gì thì tất cả bê tông hóa hết nha các bác nhá. Yên tâm, không sợ mối mọt. Đấy. Đấy, như các bác nhìn thấy đây. Rồi, cái kia là bếp cũng thế các bác ạ. Tất cả cùng ở bếp kia thì cũng đều được sử dụng bằng đổ bằng bê tông hết các giẫu này. Đấy. Đây thì vừa rồi là các bác đã cùng em tham quan sơ qua cái căn nhà này rồi. Thì tổng diện tích căn nhà này là 160 mét vuông nha các bác nhá, chưa tính bếp đấy. Thì tổng số tiền công thợ ấy thì không tính được đâu các bác ạ, vì cái căn nhà này anh ấy là đi mải công. Rồi thì người ta đến trả nợ nhưng mà trong khoảng tầm giá là 400 triệu, anh ấy ước tính được khoảng 400 triệu là các bác quý vị là có thể có một căn nhà như này. Đây là một trong những cái mẫu nhà rất là đẹp để cho các bác tham khảo nếu có ý định làm nhà sàn bằng bê tông nhá. Các bác có gì thì cứ alo cho em. Chào các bác.